Hello, xin chào anh em, chào mừng các thằng mình. Thông thường trong tất cả các nghề, ví dụ như là phim ảnh, ca nhạc, công nghệ thông tin vân vân, chúng ta luôn được nghe những cụm từ ví dụ như là hype, nâng bi hay là PR vân vân. Đấy là những cái cụm từ ám chỉ cái công nghệ lăng xê của một cái sản phẩm nào đó mới được ra mắt thị trường của một đơn vị chủ quản. Và đôi khi có những cái sản phẩm nó xứng đáng với cái công nghệ lăng xê, có nghĩa là về chất lượng, về hình thức là nó xứng đáng và ngược lại. Thế nhưng ở một trường hợp khác, đó là có một số những sản phẩm mặc dù chất lượng rất là tốt, thế nhưng rất là đáng tiếc và bởi vì một lý do nào đó nó lại không được biết đến nhiều ở trong thị trường. Và ngày hôm nay trong video này mình sẽ dạy anh em top 10 chai nước hoa có một cái chất lượng mùi hương rất là tốt, thế nhưng rất đáng tiếc là nó không được lăng xê một cách xứng đáng với cái giá trị mùi hương của nó. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa có bị tình trạng như thế. Và nếu như có thể thì mình rất mong anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm full và chết để chuẩn bị đón con Tân Sửu, con trâu mới đó. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ok, let's go. Ở vị số 10 đấy là một sản phẩm của nhà Maison Francis Kurkdjian và nó có tên là Oud. Một mùi hương kết hợp giữa trầm và nghệ tây có thể gọi là rất là xuất sắc. Thế nhưng khi mà nhắc đến nhà nước hoa này thì đa phần các anh em thường nghĩ đến đó là 540 EDP hoặc là Extract, Oud Satinmood hay là Oud Siamood. Đây là một cái điều khá đáng tiếc bởi vì nhà nước hoa này còn sở hữu một chai nước hoa Oud thuộc vào loại xuất sắc. Bất kỳ một anh em nào khi mà muốn tìm hiểu xem mùi trầm nó là như thế nào. Và cái thứ hai đó là chúng ta có một cái nền tảng kinh tế đậm đó, thì chai nước hoa của nhà MFK này xứng đáng là một sự bắt đầu cho mùi trầm hương ở vị số 10 đó. Oud ở vị trí số 9 đó là một sản phẩm của nhà Jardik mà nó có tên là This Is Him. Nếu như các anh em nào có một suy nghĩ nước hoa designer thật là phổ thông, nước hoa designer thật là chuộng mũi, nó không có một cái chai nước hoa nào mà tạo một cái cá tính riêng, thì hãy thử thẩm mùi hương của nhà Jardik với một cái mùi hương của trầm, nhang, gỗ đàn hương tạo nên một cái mùi hương rất là khác biệt. Đặc biệt hơn nữa, đó là một mùi hương đến từ một hãng chuyên về thời trang, thì chúng ta phải càng phải đánh giá rất là cao cái độ nhuyễn, cái độ độc đáo mùi hương của This Is Him. Bất kỳ mà anh em nào ưa thích cái mùi trầm và nhang và chúng ta muốn rằng với một mức giá vừa phải chúng ta có thể sở hữu một mùi hương niche, thì Jardik This Is Him chính xác là cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 9 ở vị trí số 8 đó là một sản phẩm của nhà Lacoste, nó có tên là Lacoste White. Thực tế mà nói thì mùi hương này cũng có một số các anh em đều biết, thế nhưng với một cái mùi hương xuất sắc sử dụng rất là đa dụng trong điều kiện mùa hè miền Nam, chúng ta có thể sử dụng vào các dịp mà mùi hương của nó thì không còn gì không thể chê được. Nếu như sử dụng vào mùa hè miền Nam thì mình nghĩ rằng nó cần một cái sự phổ biến rộng rãi hơn, được nhiều người biết đến hơn. Thế nhưng đây vẫn là một cái mặt hạn chế của Lacoste, bởi vì thông thường thì mọi người mua nước hoa ở miền Nam thì thường hay nghĩ đến của Bersa, của D&G đó. Chứ còn chai nước hoa này, Lacoste này thì vẫn có một cái hạn chế khi mà tiếp cận đến số đông. Và đây là một cái điều mình nghĩ rằng là cũng khá là tội cho em nó. Ở vị số 8, Lacoste White. Ở vị trí số 7, đó là một sản phẩm của nhà L'Occitane, Audible. Mặc dù L'Occitane có các cửa hàng ở trong các khu plaza bởi vì họ bán mỹ phẩm, thế nhưng mà mình dám chắc rằng 90% các anh em không hề biết L'Occitane Audible là một mùi hương xuất sắc với sự kết hợp của vani và nhang. Chỉ cần một chai nước hoa này với cái giá rất là mềm, chúng ta hoàn toàn có thể đương cự được với tất cả các chai nước hoa, có thể nó đến từ nhà Roja, có thể đến từ Frederick Moore, thế nhưng Audible hoàn toàn có thể sánh ngang được với sự độc đáo và cái sự sáng tạo mùi hương của nó. Rất là tiếc là đến hiện tại thì hình như nó có thông tin bị ngừng sản xuất, mình không biết, thế nhưng mà có thông tin là như thế. Và mình nghĩ rằng với một sản phẩm xuất sắc
có cửa hàng tại Việt Nam mà không nhiều người biết đến thì không có gì để nói nữa. Ở vị số 19, ở vị số 7, L'Occitane Audible. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Prada, Amber Prone Intense. Khi nhắc đến nhà Prada thì chúng ta thường hay nghĩ đến Prada Loam, Prada Loam, Prada Loam Intense, cái line hoa diên vĩ rất là xuất sắc, hoặc là Prada Carbon, với mùi hương được đánh giá là tương đồng với có nét với Dior Sauvage. Thực sự mà nói thì mình không quá thích Prada Carbon, bởi vì nhà nước hoa này mình cũng khá là thích và mình đã tìm hiểu khá là nhiều những sản phẩm của nhà Prada. Và quan điểm cá nhân mình đánh giá họ hoàn toàn có thể tạo được những cái mùi hương độc đáo, không đụng hàng, hơn là làm một mùi hương có cái nét giống với sản phẩm đã ra mắt từ trước. Đối với mình thì mình nghĩ rằng Prada có thừa khả năng làm, không cần thiết phải làm những cái phiên bản dạng mùi clone như thế. Và với Prada Amber Prone Intense là cái minh chứng chính xác nhất với cái sự kết hợp của hoác hương, với nốt hương chính là hoác hương, rất là độc đáo, cực kỳ xuất sắc. Bất kỳ mấy anh em nào muốn tìm hiểu mùi hương của hoác hương là như thế nào thì Prada Amber Prone Intense là cái mùi hương như thế. Nhưng mà mình nghĩ rằng không nhiều các anh em biết đến sự hiện diện của chai nước hoa này, mà đấy là khá đáng tiếc. Từ đó ở vị trí số 6, một sản phẩm của nhà Prada. Ở vị trí số 5, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Banana Republic, 17 Oud Mosaic và Tobacco and Tonkamine. Nếu như chai nước hoa 17 này các anh em muốn đi tìm một cái hướng đi mới của mùi hương của trầm, thông thường bây giờ với cái hot trend trầm hồng khá là đậm, xịt một phát là cái mùi hương bám tỏa vây bủa lấy, đó là mùi trầm và mùi hồng. Nhưng nếu như các anh em muốn đi tìm một hướng đi mới, một cái mùi hương có hướng đi mới nhẹ nhàng hơn thế nhưng vẫn giữ được cái nét trầm và hồng, thì chai nước hoa 17 này chính xác là cái mùi hương như thế, với cái kết hợp thêm nốt đó là nghệ tây, một chút phấn tạo nên cái mùi hương nó nhẹ nhàng hơn, nó mềm mại hơn. Và đối với mình đánh giá rất là cao mùi hương chai nước hoa này. Và chai Tobacco and Tonkamine xứng đáng đến từng xu mà chúng ta sẽ sở hữu. Mình không có gì phải nói quá nhiều về chai nước hoa này. Bộ đôi sản phẩm của nhà Banana Republic 17. Đó. Mà Tonkamine, đây là ngoại hình của em nó. Ok. Vị trí số 4, đấy là một sản phẩm của nhà Amaf, Club The New Intense, phiên bản Limited. Đấy, không nhiều anh em lại tưởng phiên bản kia. Ở phiên bản này có một điều mình rất là ngạc nhiên, thực sự là mình rất là ngạc nhiên, bởi vì với Club The New Intense, mùi hương của nó sắc, hơi hóa học, và cảm giác là cái cách chuyển mùi của nó hơi bị gọi là bị băm 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 băm, người cảm thấy không mượt. Mặc dù là thực tế trước khi có Afnan Supremacy, trước khi có Montblanc Explorer thì Club de Louis Intense và cùng với Citrus Boys luôn luôn là một trong những hai chai nước hoa hay được nhắc đến là phiên bản clone của Creed Aventus. Thế nhưng thực tế mà nói thì mình với phiên bản đời đầu thì mình không ghét, thế nhưng mình không phải là mình quá thích, bởi vì cái mùi hương của nó khá là gắt. Nhưng với phiên bản Limited này, thực sự mà nói thì mình rất là bất ngờ, bởi vì mùi hương nó mềm hơn, gọn hơn khi mà ngửi, và cảm giác rất rất là thú vị khi mà ngửi. Có thể gọi đây là một phiên bản nâng cấp rất là tốt của nhà Amaf. Mình không hai sản phẩm này bởi vì mình không có hàng để mà hai đó, các anh em nên hiểu là như thế. Nhưng đối với mình khi mà ngửi chai nước hoa này thì mình đánh giá đây là một cái nâng cấp rất là tốt của nhà Amaf. Nhưng Limited so với Club de Intense hình như là bị lép vế hơn về độ phổ cập đến mọi người.
Và đấy là một cái cũng khá là đáng tiếc. Đó, vì số 4 Club The Nui Limited. Đó, loại hình của em nó. Vì số 3 đó là một sản phẩm của nhà Cartier Declaration. Đây là một mùi hương cực kỳ là nam tính, cực kỳ là cổ điển. Bất kỳ mấy anh em nào mà yêu thích một cái phong cách dạng như kiểu là nó không phải là một dạng kiểu trung tài phiệt, một dạng kiểu gentleman, chúng ta thích một cái mùi hương rất là lịch sự, rất là nam tính, cổ điển, thì Cartier Declaration này là mùi hương như thế. Nhưng mà mình nghĩ rằng kể cả các anh em chơi nước hoa trong nhóm hội cũng không nhiều người biết về sự xuất hiện của chai nước hoa này, mặc dù đây là một mùi hương rất là xuất sắc. Và tiếc thôi, đáng tiếc. Cuối cùng, ở vị trí số 2 và số 1, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Guerlain. L'Homme Ideal EDT và L'Homme Ideal EDP. Đây là những mùi hương niche. Đó, mặc dù sở hữu hai chai nước hoa này giá rất là mềm, thế nhưng chỉ với việc sở hữu hai chai nước hoa này là chúng ta đã có hai chai niche trong bộ sưu tập. Đấy là tất cả những gì mình nói về hai chai nước hoa này. Bởi vì video trước mình đã nói về hai sản phẩm này rất là nhiều, và mình luôn luôn đánh giá rất là cao bộ đôi sản phẩm của nhà Guerlain. Đó. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ rằng không quá 50%, hoặc là có thể là chỉ khoảng tầm hơn 50% mà các anh em biết đến bộ đôi sản phẩm của nhà Guerlain này. Đó, đấy là một cái sự gọi là rất là đáng tiếc với những cái mùi hương rất là xuất sắc này. Đây, giới thiệu lại qua ngoại hình của em nó cho các anh em. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em top 10 chai nước hoa có một cái chất lượng mùi hương rất là tốt, thế nhưng nó xứng đáng với cái công nghệ lăng xê, thế nhưng nó lại rất đáng tiếc lại không được như thế. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như một người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.